Rồi, hello anh em nha. Sáng hôm nay mình đến với anh em với clip hơn mười mấy anh em, cũng mấy rê thôi. Mình chưa về được mấy 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 cao tiền. Mấy mắc tiền chắc mấy nữa phải sưu tầm nhiều nhiều tí chứ mấy anh em gọi dữ quá. Nhưng mà mấy đời cao á, mấy này mình cái mối nó giá nó cao quá, mình nhập không được anh em. Giá nó quá cao, về bán anh em thì cũng cái giá nó quá là sát nên là cũng khó bán anh em. Nên mình phương châm của mình là muốn mấy rê mà xài ok cho anh em. Chứ giờ máy máy mà giá cao quá, lái bỏ lại quá cao rồi, mình nhập không được. Nên là một thời gian nữa mình sẽ cố gắng nhập những cái dòng Samsung, Oppo, Vivo đời cao mà giá nó ok một tí cho anh em. Thì được ha. Anh em cần cái dòng máy nào cứ comment dưới video để mình ráng cố gắng sưu tầm nha anh em. Mấy bữa nữa thì iPhone nó không về rồi. Thì đợt này mình còn về được một ít Oppo với Vivo, Samsung, mấy đời cũ cũ một tí, cũng rẻ thôi anh em, tầm triệu mấy 2 triệu đổ lại thôi, không có hơn. Thì quy định mua máy mình thì anh em clip nào mình cũng nói trước đầu clip anh em, thường thường là mình nói đầu tiên hết thì cọc cho mình trước 50 ngàn Viettel nha anh em, xong rồi nhắn tin họ tên địa chỉ kèm với cái máy cần mua thì mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Nhưng mà mấy bữa nay mình không hiểu sao khu vực Sài Gòn mình ship thường thường là 1 tới 2 hôm là nhận được anh em, nhưng mà đợt này không hiểu sao là bên giao hàng nó lại ship Sài Gòn mà 3 ngày chưa nhận được, kẹt ghê thiệt. Anh em cứ gọi hỏi suốt mình rất là ngại, mà bây giờ trên kênh trên cái hệ thống giao hàng á, mình gọi thì mình giục giao hàng thì bên đó nó cũng ok, cũng giao, nói là sẽ giao nhưng mà lại không có tới được khách hàng, mình rất là buồn ghê luôn. Là mấy anh em cứ gọi giục suốt y như mình phỉnh phờ mấy anh em, ngại ghê á. Anh em nếu mà xem được clip này thì mình xin lỗi nha, đang cố gắng chờ cho mình tái bên ship hàng, mình đã giục hối người ta giao hàng rồi anh em, nên anh em cứ yên tâm đi, chắc chắn là hàng sẽ tới tay anh em thôi, nhưng mà mình sợ là nó bị trục trặc bên khâu giao hàng nên nó hơi chậm chạp tí nha anh em. Xin anh em cũng lượng tình tha thứ ha, bỏ qua giùm mình. Thì mình sẽ cố gắng để mà bên giao hàng này nếu mà nó lúng cung quá thì mình sẽ cố gắng chuyển qua bên giao hàng khác để hàng tới anh em thật là nhanh và đúng với cái chất lượng anh em cần thiết ha. Còn những cái máy trong quá trình anh em sử dụng cũng như test máy nếu bị lỗi anh em cứ báo với mình nha, mình sẽ cố gắng đổi cho anh em được máy khác để cố gắng giữ cái uy tín ra ngoài anh em. Buôn bán cũng phải có giữ một cái tâm anh em, chứ không thể nào bán là bại được ha. Rồi mình xin giới thiệu đầu tiên trong clip mình ngày hôm nay thì cái con Oppo Neo 7 đó anh em. Oppo Neo 7 màu đen nha anh em, máy nguyên zin chưa thay thế gì hết anh em, chưa thay thế vỏ nha. Có cái nút nguồn này nó bị ấy nè, mình đã thay nó khác màu này, cái nút nguồn này nó bị lâu ngày nó bị mục quá anh em, mình đã thay lại nha. Đây là vỏ zin của nó này, sườn zin này đã thay cái nút nguồn đó ha, chỉ một nút ngoài màu vàng thôi. Máy còn cảm ứng rất là đẹp, mượt, màn hình thì có lông mèo nhẹ nha anh em, có xước lông mèo nhẹ nha, ok nha anh em. Oppo Neo 7 thì mình bán trên kênh mình rất là nhiều rồi. Con này thì màn hình 5 inch, bộ nhớ là 16 GB RAM 1, pin 2420 mAh, máy còn xài full chức năng, mình màn hình rất là sáng đẹp anh em. Test thử camera cho anh em coi ha. Con này thì mình để anh em giá 900 ngàn nha anh em, 900 ngàn nha, bao ship kèm sạc cho anh em ha, máy mình sẽ dán cường lực cho anh em, ok nha. Máy này thì bây giờ nó thực sự anh em là nó cũng không phải là quá là cao cấp ha, cũng không thể nhanh quá rẹt rẹt được. Anh em xài thì Zalo, Facebook mình đã tải sẵn này, xài vẫn được nha anh em, vẫn xài được, cấu hình này vẫn còn tạm ổn thôi, tạm ổn thôi anh em, chứ không phải là quá mạnh. Thì giá trị sơ sơ thì ok nha anh em, mình mua mình cũng chấp nhận biết được cái chất lượng máy ha. Này nha, wifi với lại camera là ok, máy còn ngoại hình còn đẹp tầm 95 96 anh em, chứ không phải là quá xấu, máy còn nguyên zin, chỉ thay mỗi nút nguồn ra thôi. Con này tính anh em giá 900 ngàn nha, bao ship kèm sạc cho anh em đầy đủ ha, ok. Mình xin phép qua con máy thứ hai thì mình có hai con Neo 7 rồi nè anh em, hai con Neo 7 màu trắng này mới về tiếp này, con này thay vỏ rồi nha, thay vỏ rồi anh em, lột ra luôn một cặp ha, hai con giống nhau thay vỏ. Rồi mình test con này trước cho anh em coi luôn này, máy thì ấy kệ nhưng mà phải test hết chức năng cho anh em. Bữa giờ cũng 5 con Neo 7 và bán hết rồi anh em. Tiếp tục này, mấy anh em thì cũng hay hỏi cái dòng Neo 7 này trên kênh, camera tạm được nha anh em, không phải là xuất sắc quá, ok thôi, xài thì chấp nhận được. Wi-Fi cho anh em, Wi-Fi camera Oppo Neo 7, máy đẹp leng keng luôn, tự đã thay vỏ anh em. Con này 1 triệu nha anh em, bao ship kèm sạc cho anh em ha, giá 1 triệu tròn. Tiếp theo là cũng con Neo 7 luôn, kính lưng đẹp keng, tự đã thay vỏ,
đã thay rồi nên là nó quá là đẹp. Từ từ vô sao con này đứng đứng không à, bị cái nút nguồn nó cứng, chỉnh lại rồi. Con này camera không coi đây. Con này camera nó bị mờ anh em, không rõ mấy. Để mình đổi cái camera đi rồi tính lại ha cho anh em ha. Like con này sau đi. Con này mình xin phép bỏ qua nha, không có bán con này. À, cái con này 7 này chụp hình ok này, hai con. Rồi, một con Xiaomi Redmi 5A anh em. Redmi 5A. Con này thì mình đã bán rất là nhiều trong kênh rồi, giá 1250 nha anh em. RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình 5 inch. Màn hình 5 inch Redmi 5A. Con này đang rất là nhiều rồi. Mấy chất lượng mà cái đây nó hơi trời sần sườn sườn nha anh em. Xiaomi 5A. Con này thì RAM 2 bộ nhớ 16 GB thôi, không có mạnh nha, bình thường. Nhưng mà xài giải trí là vẫn ok. Pin của nó là được 3000 đó anh em. Pin nó 3000 nha. Zalo Facebook tải là rất là mượt. Tải về hết cho anh em rồi, ok luôn. Wi-Fi, camera. Máy đẹp anh em, đã dán cường lực trước cho anh em nha. Con này giá 1250, bao ship cho anh em nha. Này mình còn một máy à, Google. Và con F1 V kép thì được cặp. Bữa nay cũng có cặp tiếp, ngày hôm qua bữa trước cách đây 2 ngày mình đã lên clip và cũng có con này nè, RAM 3. RAM 3 GB, bộ nhớ 16. RAM 3 nha anh em. Bộ nhớ 16 GB. Màn hình 5 inch. Pin 2500 nha anh em. Giá 1 triệu rưỡi ha. Máy thay vỏ anh em, mấy con này là mình thay vỏ hết rồi, nó ra lâu quá nó còn cũ. Managing thôi, thay thế lại cho nó xài nó ok hơn tí. Thay lại vỏ cho nó đẹp. Mờ này anh em biết sao, do cái miếng này, đó, lột ra đi. Rồi, camera đẹp căng luôn. Ok. Giá 1 triệu rưỡi nha anh em, con này RAM 3 GB. RAM 3 GB á, giá 1 triệu rưỡi. Tiếp theo một máy nữa nè anh em. Cô bé dễ thương quá. Tiếp theo một máy nữa mình test camera luôn. Đó, cũng do mờ anh em thấy mờ không? Do cái miếng miếng giấy này, giấy bóng chưa lột này. Lột ra phát leo kính sạch là rõ cây ngay. Rồi, ok. Camera, wifi coi. Rồi. Máy đẹp kèn nha anh em, tại vì máy này thay vỏ hết rồi nên con nào lột ra luôn cho nó nét. Ok, một cặp giá 1,5 triệu hết nha anh em. Tiếp theo thì mình đưa camera tới trước một tí để mình like cho anh em xem cái lô này. À, có con Asus này anh em, con Asus này RAM 2 bộ nhớ 16 này, màn hình 5,5 inch. Con này bữa trước bán cho một anh rồi mà anh lại không thích, anh đổi lấy một cái máy cao hơn anh em. Cái này RAM 2 anh nói thôi, lấy máy RAM 3, RAM 4 mình đổi rồi nha. Thì mình lấy lại con này, lại lại bán cho anh em. Máy xài rất là ok. RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Pin nó 3000. Asus Z008D. Con này là vỏ sao màu trắng. Ở trước kính đẹp, kính đẹp nha anh em. Test camera coi. Ok anh em. Camera chụp hình được, nói chung là không được quá đẹp nhưng mà chấp nhận được, do cái kính này nó bị hơi sờn sờn này đó. Zalo Facebook chạy được nha anh em, lên là vẫn giải trí tốt. Thử cho anh em cái wifi rồi, ok. Con này giá 1,2 triệu nha anh em. 1,2 triệu con Asus này, màn hình 5,5 inch nha, rất rộng nha, màn hình 5,5 inch, giá 1,2 triệu thôi. Rồi tiếp theo là một con Samsung J2 Pro, con này nguyên zin anh em, con này chưa đụng chạm sửa chữa nha. Con này máy nguyên zin, nếp sao trời này mình để im luôn, mình không thay thế hết này. Màn hình zin này là cũng giá tiền không anh em, màn hình AMOLED là mắc tiền lắm anh em. Rồi Samsung J2 Pro, màn hình 5 inch, RAM 2, RAM 1,5 GB thôi nha anh em. 1,5 GB, bộ nhớ 16 GB, pin 2600, zin nguyên máy, zin nguyên máy, màn hình kính đẹp len keng nha, trời rất là sức lông mèo, rất là nhẹ. Và cái nếp sau á thì hơi trời, camera chụp hình cực đẹp nha anh em. Chụp hình này quá đẹp con này rồi, không có lăn tăn gì cái máy này nè. Về cái chức năng, tự máy là máy nguyên zin anh em, máy nguyên zin chưa đụng chạm gì hết.
chưa thay màn hình luôn, chưa thay vỏ luôn. Tự con này nó còn quá đẹp nên mình giữ nguyên hết. Có ốp màu đen này, con này giá 1,5 triệu mới bán được anh em ơi. 1,5 triệu nha anh em nào cần gọi cho mình nha. Một máy thôi, G2 Pro anh em. G2 Pro 1,5 triệu nha. Rồi, tiếp theo là một con Samsung G500 anh em. Con này là G500 máy nguyên riêng luôn. Máy nguyên riêng luôn anh em. Máy này là đúng riêng trong máy luôn này, chưa có đụng chạm gì hết này. Từ ngày mua tới lúc bán là ông chú đây ông xài rất là kỹ anh em, còn nghĩ còn cái miếng đây luôn thì quá ghê. Sườn sườn là trời nha anh em, sườn trời tróc đó, sườn trời tróc còn xài rất là tốt nhưng mà sườn đã trời tróc này. Ri 5 là ngày xưa mới ra cũng 3 triệu mấy 4 triệu này, không rẻ đâu. Màn hình AMOLED riêng luôn, mình bán cái máy giá đó là giá màn hình nha anh em, con này mình bán giá màn hình. Bây giờ màn hình nó rất là mát đó, cảm ơn anh em thấy ok không, chụp hình rất đẹp nha. Mấy anh cô chú lớn tuổi mua máy này về xài bao đẹp luôn, chụp hình rồi quay phim rồi rất là nét. Mua bỏ thêm thì nhớ nữa nha, là chụp hình mới được nhiều được. Chứ còn con này RAM 1,5 GB, bộ nhớ 8 GB thôi, pin 2600, bán giá màn hình thôi 1,3 triệu anh em, giá 1,3 triệu nha. Con này 1,3 triệu, bao ship kèm sạc cho anh em, còn nét canh luôn. Con này khỏi chê nha, 1,3 triệu, bán rẻ nhanh gọn. Và lê loi trong đám thì có một con Oppo A71K. Oppo A71K máy nguyên zin, vỏ nhâm nhẹ. Đánh giá ngoại hình con vỏ này là tầm 97%. Kính thì 99. Kính thì 99 mà vỏ là 97 nha anh em. Oppo A71K RAM 2 bộ nhớ 16 GB. RAM 2 bộ nhớ 16 GB, máy màu gold nha anh em. Pin 3000, xài 2 SIM nha, máy quốc tế 2 SIM nha anh em. Màn hình 5 inch 2. Màn hình 5 inch 2 nha. Đẹp len keng màn kính, lưng sau thì tầm 96 97 thôi. Con này mình tính anh em giá 1450, 1450 mới bán được con này nha anh em. Máy nguyên zin nha. 1450. Oppo A71K RAM 2 16. 1450 nha anh em. Đó, camera chụp hình còn rất là mượt. Rồi, mình xin phép qua nha, máy rất đẹp. Tiếp theo là con Vivo. Vivo AI71 màu đen anh em. Vỏ đánh giá tầm 95-96. Có trời. Có trời xước, máy nguyên zin. Màn hình zin, máy zin. Oppo Vivo 1724 là tức là Y71 anh em. RAM 3 GB, RAM 3 GB, bộ nhớ 16, 6 inch anh em, màn hình cực to nha. Màn hình 6 inch nha anh em. Rất rộng, pin 3360, pin 3360 mAh. Giá con loại này là 1650 nha anh em. Giá tính anh em 1650, bao ship kèm sạc cho anh em ha. 1650 máy nguyên zin. Chụp hình đẹp anh em. Ok nha. Wi-Fi coi. Đó. Rồi, ok, mình xin phép qua nha. Con này 1650 nha anh em, bao ship kèm sạc. Tiếp theo là một con Oppo A37, con này lâu lắm mới xuất hiện này. Kính đẹp keng này. Kính đẹp len keng này, có giá người lượt lột rồi này. Vỏ là vỏ mới thay, vỏ mới. Vỏ này mới thay. Đó, Oppo A37. RAM 2 bộ nhớ 16, màn hình 5 inch, pin 2630. Giá 1,3 triệu anh em. Giá 1,3 triệu nha. Anh em nào mà chốt thì con này 1,3 triệu, bao ship kèm sạc cho anh em. Ok nha. Máy là đẹp nha anh em. Chức năng là full nha anh em. Không trục trặc gì hết, lanh tanh. Máy cực đẹp luôn. Ok, con này giá 1,3 triệu. Cái khay này nó mất, mình đổi thành cái khay này mà khắc màu nha anh em, màu đen nha. Cái khay sim, chỉ khác cái khay sim thôi, ảnh hưởng hết. Dán cường lực cho anh em khi bán máy luôn. Con này giá 1,3 triệu nha, bao ship kèm sạc cho anh em. Và con máy cuối cùng trong clip này là con Oppo F1 Plus anh em. Con này mình đã phải chốt rồi nè, nhưng mà anh em kia cuối cùng mà chốt đã rồi, mình đành phải like lại nè anh em. Chứ không thôi là rất nhiều anh em hỏi con Oppo F1 Plus này của mình mà bị dơ, mình buộc phải like lại. Đó, nên anh em nào chốt thì phải nhanh gọn nhẹ, chứ không thôi là mình lại quên. Để lâu quá là nó lại tồn máy của mình. Kẹt ghê thật. Bây giờ like lại anh em nào bữa trước gọi mình á, thấy con máy này thì alo lại cho mình nha. Mình em mình bán giá fix luôn cho anh em luôn. Camera cực đẹp. Có nhâm nhẹ ngay đây, không phải là nhâm mà bị tróc sơn anh em, tróc sơn bên trong nha, chứ không phải bể nha. Không phải bể nha anh em. Máy đẹp len keng nha. Máy nguyên zin chưa động chạm nha. Máy là máy nguyên zin này. F1 VK RAM 4 bộ nhớ 64 GB.
RAM 4, bộ nhớ 64, pin 2850, màn hình 5,5 inch anh em. RAM 4, bộ nhớ 64. Rất là ấn tượng cái bộ nhớ và RAM của nó. Chức năng thì full anh em, xài vào giải trí của máy này cực ok luôn. Màn hình rất rộng 5,5 inch. Giá 2 triệu mốt nha anh em, bao ship kèm sạc, giá 2 triệu mốt. Ok, con máy này thì đã kết thúc clip mình tại đây. Và sáng hôm nay chúc anh em một buổi sáng làm việc thật là vui vẻ và thành công nha, tràn đầy sinh lực. Anh em đi ngang kênh chưa đăng ký kênh nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha. Đây, anh em nào mà chốt máy nào thì cứ gọi liền cho mình theo số điện thoại 0355 356 356 nha anh em. Rồi, thân ái chào anh em, hẹn anh em với những clip tiếp theo nha.